Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại cô chú anh chị trong video ngày hôm nay. Hôm nay cũng tối ngày 17 tháng 3, 17 tháng 5 năm 2023 anh chị. Thì buổi tối ngày hôm nay bây giờ cũng là 9:30 rồi. Em mời cô chú anh chị cùng em đi dạo cái đoạn đường quốc lộ 50 về Trung Sơn đó anh chị. Cái đoạn đường này là quốc lộ 50. Mình chạy ngược về phía sau á, là đi về khu Cần Giuộc rồi anh chị. Nếu mà mình đi thẳng thì về Chợ Lớn, còn ra Nguyễn Văn Linh á, mình rẽ trái thì về cửa ngõ phía tây của Sài Gòn. Còn rẽ phải thì mình đi vào trung tâm của quận 7, Phú Mỹ Hưng anh chị ha. Một buổi tối thì em cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cũng thật bình an trong cuộc sống. Tối nay em mời anh chị cùng em đi dạo nè, mình đi ngắm nhìn Sài Gòn, cập nhật. Nó hơi ồn quá, cái chiếc xe cứu thương mới chạy ngang. Cập nhật về Sài Gòn đó anh chị. Thì thời điểm vừa qua thì nắng cũng nhiều quá anh chị, nắng oi bức nóng. Thì hôm nay, một hai hôm nay thì cũng có mưa, nhưng mà mưa cũng không có lớn á anh chị. Khu vực này mưa cũng không lớn, rồi cái sự oi bức nó cũng còn, nhưng mà nó giảm đi cái nhiệt á anh chị. Đó, đây là em rẽ về Nguyễn Văn Linh nè. Đoạn đường bây giờ mới có 9:30 mà anh chị thấy tối thui luôn á. Ngày xưa ở đây á anh chị chưa có đèn đó, nó tối. Rồi mình đi giờ này á cũng khá là vắng, cảm giác như sợ á anh chị. Đoạn đường Nguyễn Văn Linh ở đây thì em chia sẻ đến anh chị hình ảnh về mọi người kinh doanh buôn bán rồi đó anh chị. Cái đoạn đường khúc này thì không có anh chị. Ở xích tới thì nó có cái chung cư, còn ngoài đường mé này không có. Mé tay phải em á là trước kia nó là cái bệnh viện dã chiến đó anh chị. Trước kia là cái bệnh viện dã chiến, bây giờ thì không còn nữa. Nó khu vực diễn tập Covid-19 nè. Đoạn đường này em cũng đi rồi, thấy khá là nhiều những cái quán cà phê gọi đầu đó anh chị. Ở đây mình không phải moi móc cái góc phức gì, mà là cũng như đầu video em nói là chia sẻ đến cô chú anh chị về mình về cái hoạt động của Sài Gòn. Đoạn này tối nè, có một cái bến bãi nè, xe anh chị, xe bãi đó. Xe bãi ở đây là họ nhập những cái xe cũ ở nước ngoài về đó anh chị, rồi họ bán lại. Đường Nguyễn Văn Linh bây giờ có đèn thông thoáng anh chị, đi nó im á. Ve kêu mùa hè tới rồi, nó oi bức. Những cái đoạn đường này anh chị sáng mà tầm 3-4 giờ sáng đó, nhiều cô chú tiểu thương mình đi lấy hàng về bán, nó tấp nập, nó đông lắm anh chị. Nó nhộn nhịp hơn cả bây giờ nè, bây giờ 9:30 thế chứ mà nó không có nhộn nhịp bằng buổi sáng anh chị. Tầm 3-4 giờ sáng người ta đi lấy hàng về cho kịp cái phiên chợ đó, cho nên là tấp nập luôn. Ở đây có một cái vựa cây cảnh hết sức lớn, quán nhậu, các món nhậu đồng quê. Sài Gòn quận 7 mà không phải là giàu đó anh chị. Quận 7 là giàu chỉ có Phú Mỹ Hưng thôi. Đây cà phê gợi nhớ đó, nguyên một cái đoạn đường này cà phê võng hơi nhiều. Đây 999 nằm phức vô trong, đưa cái bảng ra ngoài. Buổi sáng ở đây thì người ta bán đồ ăn sáng cũng nhiều quá anh chị. Cháo lòng, hủ tiếu, bún riêu hay là bún bò Huế rồi đó.
vừa qua mấy cái này có nữa nè anh chị. Em nhìn vô thì cũng có xe, một vài chiếc xe người ta vào người ta ủng hộ cà phê. Còn cà phê như thế nào thì chắc anh chị cũng rõ ha. Em thì chưa đi vô đó, không biết là cà phê trong đó có ngon hay không. Đây cầu Sống Củi. Thời tiết hôm nay nó mát đó anh chị, chứ mấy bữa trước giờ này đi ra đường nó nóng, nó ôi bức người mình, nó dễ quạo anh chị. Năm nay Sài Gòn khắc nghiệt về thời tiết, rồi cả khắc nghiệt về kinh tế anh chị. Năm trước thì cuối năm rồi sa thải những công ty, những khu công nghiệp ta sa thải công nhân rất là nhiều luôn. Kinh tế năm nay khó khăn, giờ này anh chị thấy xe công người ta chạy nhiều quá, anh chị ở ngoài kìa. Buổi chiều ở đây thì cũng không kẹt xe lắm anh chị. Có đường mé bên kia thì kẹt, tại vì ở trung tâm người ta đổ về đó anh chị. Thì gần đây cái đường Nguyễn Văn Linh người ta xây dựng những cái chung cư, rồi những cái khu dân cư rất là nhiều. Vì vậy là xe tập trung đông. Anh chị thấy đây cũng có nữa nè. Đây là chuỗi cà phê luôn rồi. Nó nằm liền kề với nhau. Nó có khu hay sao á anh chị. Đường Nguyễn Văn Linh phía trước là đường Phạm Hùng. Ở đây thì đoạn đường này còn xấu, ở trong mé không có cái vỉa hè đi bộ anh chị. Nó không có, mà mấy cái công ty sắt xe bãi rồi nhiều. Mưa nhỏ, cống thoát nước được chưa có, anh chị thấy nguyên cái dụng nước to á. Đây cà phê Võng Linh Linh nữa nè. Nó kế bên cái ẩm thực câu cá giải trí. Cà phê mà đèn tối thui á anh chị. Nó phía trước anh chị mình là đường Phạm Hùng nè. Mình đi rẽ trái thì về hướng cầu Nguyễn Văn Cừ. Còn mình rẽ phải thì đường Phạm Hùng nối dài đó anh chị. Đoạn đường trong đó có nhiều khu đại gia, rất là nhiều luôn. Trong đó toàn là nhà giàu không à, biệt thự. Đây có một cái gara Hải Triều lớn anh chị. Nằm ngay cái góc đường ngã tư này luôn nè, gara Hải Triều. Đoạn đường Nguyễn Văn Linh này á anh chị thì có một cái đoạn đang làm hầm chui, đó là ngay chỗ cầu Rạch Đĩa đó anh chị, ngay ngã tư cầu Rạch Đĩa đó, đường Nguyễn Hữu Thọ đó. Thì giờ cao điểm rồi đó anh chị, mình đi làm ai mà đi ngang đó thì cũng hơi khó khăn á. Sáng người ta công trình nó thì làm dang dở chưa xong anh chị, làm cũng lâu rồi mà nay thì cũng chưa có hoàn thành. Rồi công trình thì có thời điểm bị rút giấy phép nữa, vì vậy cái tiến độ thi công nó chưa có hoàn thành. Anh chị mình đi làm qua đó buổi sáng phải nói là một cái cực hình, nó rất là đông luôn. Hồi trước này đoạn đường nó còn nhỏ đó chị, sau này về sau đó, người ta mở thêm cái làn đường cho nên là đường xá nó cũng rộng. Đoạn này thì có những cái doanh nghiệp đá hoa cương, sắt thép. Qua khỏi cái
ngã tư giữa Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh nè. Ở phía trước là anh chị thấy nó liền kề với nhau, những cái quán cà phê nó khích khích với nhau nè. Đó, cà phê Võng nè, 779 nè. Anh chị mình cái này mấy anh chứ không có chị nè. Cái này mấy anh đi giải trí chắc có thể cuối tuần là đông, nhậu nhẹt đồ đó anh chị, xong rồi cái bắt đầu đi thư giãn. Liền kề nhau đó anh chị. Giờ này 9 giờ rưỡi hơn, 9 giờ 40, nãy giờ cũng 10 phút rồi. Thời tiết nó mát á anh chị, cảm thấy con người mình nó khỏe ra, chứ nó không có oi bức như khoảng trừng tước. Đường này á, nếu mà mình không lên cầu, mình đi cặp mép tay phải á anh chị, thì mình về hướng Trung Sơn. Thì bên đoạn Trung Sơn đó là cũng có những cái cà phê ghế đôi dành cho những bạn trẻ đó anh chị. Họ yêu nhau thì họ hẹn hò những cái chỗ quán vắng như vậy tâm sự. Mà em thấy có lẽ là mũi nhiều á, ở đó nó phức á, lùm cây nhiều lắm. Đây là đại lộ Nguyễn Văn Linh. À, phía trước mặt anh chị là cầu Ông Lớn đó, mình qua quận 7 đó. Ngày thường á, có dịp em đi ngang đây á, thì cũng có vài chị hay đứng ở đây nè. Cái đó là ở quán, còn ở đây là mấy chị đi ở ngoài á anh chị. Đó kìa. Đó, chị thấy đứng cầm nón bảo hiểm cũng có rồi. Đây em rẽ xuống đây chia sẻ anh chị mình mé bên chuỗi cà phê bờ sông quá anh chị, ghế đôi. Vừa rồi thì anh chị cũng thấy, em thấy là được 4 người. Hai người đứng hơi phức phức cầm nón bảo hiểm, hai người có xe máy. Thì ngành nghề nào cũng là ngành nghề anh chị, giờ kinh tế khó khăn mà, miễn không trộm cắp thôi, chung ngành nghề đó nó không có sang trọng ở xã hội. Nhưng mà đó người ta cũng là công việc mà. Xã hội mà có cung có cầu. Dạ đây anh chị, đây là những cái ghế ngồi ghế đôi đó anh chị, mấy bạn ra đây hẹn hò ha. Anh chị thấy ghế nó nằm phức ở phía sau, xe để phía ngoài. Ban ngày hay hoặc là buổi sáng đồ anh chị đi là ở đây nè, nhìn nó đẹp lắm chị, như cái bến sông ở Cần Giờ vậy, nó có cái hàng thông quá anh chị. Anh chị thấy cái giữa con lộ nó có cái hàng cây đẹp quá anh chị. Bây giờ Trung Sơn phát triển ha. Đô thị hóa lên rồi. Nhưng mà nay quán nhậu không đông. Nay trong tuần anh chị, nay thứ tư. Em chạy thêm một đoạn nữa tới vòng xoay. Đây là khu vực Trung Sơn. Thì mé bên tay phải em ở cái video trước em cũng có chia sẻ rồi. Ở trong là khách sạn nó cực kỳ nhiều luôn, nó khích khích với nhau đó anh chị. Vào cái dịp lễ, cái dịp Tết đồ đó, trời ơi mấy bạn hẹn hò nhau chỗ đó nằm máy lạnh, hưởng thụ máy lạnh cả ngày lẫn đêm đó anh chị.
em mới qua một cái cơ sở massage, quá trời mấy bạn nữ luôn, mặc đồ mát mẻ, da trắng, nhìn đẹp lắm anh chị. Thì nhìn ở ngoài á, nhìn vô thì mình thấy đẹp, còn nhìn kỹ thì không biết thì sao. Sài Gòn bây giờ nó rộn ràng, nó nhộn nhịp quá anh chị. Đây thì cái khu Trung Sơn nó cũng không có nhiều cái quán nhậu như những cái khu bên quận 7 á anh chị. Quận 7 có những cái đường số vậy đó, nhưng mà quán nhậu nó nhiều lắm. Trung Sơn thì dịch vụ nhậu này ít, nhưng mà khách sạn thì nhiều. Và ở đây mình chạy thẳng nữa thì mình đi Nguyễn Văn Cừ, chứ còn mình rẽ phải là đi cầu Hiêm Lam nè, về quận 7. Ở đây chuỗi chân gà cũng ngon lắm đó anh chị, em có ăn rồi. Thì chân gà nướng rồi đó anh chị, nó rất là ngon. Chân gà mà chân gà công nghiệp đó, thịt nó nhiều chứ không phải như gà ta của mình. Và trước mặt anh chị là cầu Hiêm Lam nè. Qua bên kia thì là khu dân cư Hiêm Lam. Đường xuống chân cầu là nó thuộc về cái đường Nguyễn Thị Thập rồi đó anh chị. Trước mặt anh chị là nguyên một cái chuỗi, một cái dàn chung cư cao tầng đó, anh chị thấy á, nó được gắn cái logo của Novaland này. Bên kia là Trung Sơn, còn bên đây là Nguyễn Thị Thập của Hiêm Lam. Thì dần dần cái khu vực ở quận 7, quận 8 này nè, thì lên khu chung cư thì nhiều, khu dân cư. Cái đoạn đường này ngày xưa ghê lắm anh chị, nhưng giờ phát triển á. Em nhớ những năm 2013, 14, 15 là gì đó, ở đây nó hẩm hiu lắm, nó buồn lắm. Bây giờ nó phát triển rồi, toàn là nhà cao tầng không á, rồi những cái gian hàng kiosk sang trọng rất là nhiều luôn. Mình ở đây rẽ phải là mình đi về cũng cái cặp bờ sông, nó đối diện với bên Trung Sơn đó anh chị. Bên đó thì buổi tối người ta cũng bán nước đó, đặc biệt là cho sinh viên, mấy bạn ra đó ngồi chơi nói chuyện. Đoạn đường dưới đó thì cũng rất là đẹp anh chị, hẹn hò là cũng ra đó. Đó, mình đi thẳng luôn là ra đường Nguyễn Hữu Thọ nè, mình rẽ trái là đi cầu Rạch Đĩa, còn rẽ trái là mình đi qua quận 4 đó anh chị, rẽ trái là đi cầu Kinh Tẻ. Còn mình đi thẳng luôn là cũng đường Nguyễn Thị Thập, đi tới Huỳnh Tấn Phát, cầu Phú Mỹ rồi đó anh chị. Ở đây buổi tối nhộn nhịp nè, tối nay mát, em cùng anh chị đi một vòng nó hơi dài, hơi xa, từ quốc lộ 50 về đây. Góc ngã tư này bên đó mọi người buôn bán đồ cũng nhiều nè, những túi hàng hiệu không ha anh chị, hàng hiệu bán mé đường không á, Chanel và trà neo đó. Bên tay trái em là cái Lotte. Anh chị thấy dịch vụ ăn uống nữa, quá chừng ha.
video em chia sẻ đến đây là cũng xin kết thúc đó anh chị. Thì buổi tối em cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị mình có một giấc ngủ ngon và cũng có những giây phút thư giãn với cái video ngắm nhìn về Sài Gòn, những hoạt động của Sài Gòn. Và một lần nữa thì xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cũng thật bình an trong cuộc sống. Và em xin chào anh chị và hẹn anh chị mình một cái video tiếp theo. Em chào anh chị.